Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh chuyên giao nhà thủ công chính hãng 100% của mình. Shop của mình thì chuyên bán những cái dòng dao thủ công nhập khẩu trực tiếp từ Nhật nhé, nên là anh em có thể an tâm về chất lượng. Ngoài ra thì shop của mình cũng có chế độ bảo hành, đó là một đổi một nếu mà có bất kể lỗi nào từ nhà sản xuất. Đó, trước kia mình cũng có bán một con dao cho một em ở Hưng Yên và nó cũng có hơi lỗi một chút đó, thì sau đó thì em ấy cũng mang lại cái dao đấy và mình đã đổi cho anh em, cho em ấy cái dao mới và em đã đổi lấy hai con dao ICA khác của mình. Thì đó là chế độ bảo hành của mình. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu các mẫu dao nhé. Hôm nay thì mình có ở đây có khoảng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mẫu dao của những thương hiệu khác nhau như là Kunihira này, Iseya này, Torizo này, Kanetsugu này, Sakai Takayuki này. Và mình có rất là nhiều mẫu dao của thương hiệu Saisuke này. Đó, ngoài ra thì mình còn có thêm một số mẫu dao khác của thương hiệu Kai, những cái mẫu dao dùng cho gia đình giá thành rất là phải chăng này. Đó, đây là mẫu dao đầu tiên mình đang bán với giá là 2.540.000 của thương hiệu Kunihira anh em nhé. Kunihira, mẫu dao này có chiều dài lưỡi dao là 180, lõi thép là VG10, 17 lớp Damascus, chuôi dao thì làm bằng gỗ Pakka anh em nhé, Pakka đen. Khâu dao thì là bằng khâu dao thì là thép không gỉ rồi. Đó, thương hiệu Kunihira. Độ dày lưỡi dao khoảng tầm 2 mm anh em nhé. Con này rất là bén. Thép lõi thép VG10 17 lớp Damascus, mình đang bán giá 2.540.000. Tiếp theo là một con dao khác của thương hiệu Iseya. Thương hiệu Iseya, con này mình đang bán với giá là 3.690.000 anh em nhé. Đó, Iseya. Iseya có chiều dài lưỡi dao là 180 nhé, kiểu dao Santoku. Đó, độ dày lưỡi dao khoảng tầm 2.5 mm này. Đó, con này là lõi thép là VG10, dao hai lưỡi, 33 lớp thép Damascus vân búa thủ công. Chuôi dao thì là bằng gỗ hạt dẻ, chuôi dao là bằng gỗ Pakka này và cái khâu dao thì bằng gỗ ép này. Đó. Độ hoàn thiện của những con dao Iseya thì khỏi phải bàn rồi, rất là bén, rất là đẹp và bén. 3.690.000. Tiếp theo một con dao khác của thương hiệu Iseya, con này mình đang bán với giá là 3.430.000 nhé. 3.430.000. Con này là một con Gyuto. Con này cũng là thép lõi thép VG10, 33 lớp thép Damascus anh em nhé. Lõi thép VG10, 33 lớp thép Damascus. Có một điểm khác biệt của con dao này với những con dao mà mình nhập, đó là con dao mình có nhiều đấy là gì? Đấy là cái khâu dao của con này nó không có khâu dao bằng thép không gỉ này. Chuôi dao thì vẫn full tang này. Đó. Chuôi dao gỗ Pakka đen. Rất là đẹp, chiều dài lưỡi dao là 210. Tiếp theo có một con dao khác của thương hiệu Iseya, con này mình đang bán với giá là 2.445.000 anh em nhé. Đây cũng là một con dao Gyuto, có chiều dài lưỡi dao là 180 anh em nhé. Chiều dài lưỡi dao là 180 full tang. Đó. Khâu dao thì cũng bằng thép không gỉ này. Chuôi dao, chất liệu chuôi dao của con này là bằng nhựa mica cao cấp nha anh em nhé, nhựa mica đen cao cấp này chứ không phải là gỗ này. Đó. Con này mình đang bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 2.455.000. Iseya, độ hoàn thiện rất là tuyệt vời, rất là bén. Đây là một con dao của thương hiệu Torizo. Đây là một con dao duy nhất đâu của thương hiệu Torizo, dòng Gyuto mình có. Đó. Torizo, cái dòng dao Torizo của mình thì cái logo nó hơi khác với những dòng dao Torizo mà các bạn thường thấy ở Việt Nam, bởi vì là cái dòng dao này là nó sản xuất cho thị trường nội địa Nhật Bản anh em nhé. Rất là đẹp, dao Torizo rất là đẹp. Giá thành phải chăng. Đó, chiều dài lưỡi dao của con này là 180, sử dụng thép DP Cobalt 3 lớp anh em nhé, thép DP, thép hợp kim DP Cobalt 3 lớp. Khâu dao thì cũng là bằng khâu dao thì liền dao luôn này. Đó. Full tang. Chuôi dao lại bằng gỗ anh em nhé. Đó, con này mình bán với giá rất là phải chăng, 2.050.000. Tiếp theo là một con dao của thương hiệu Kanetsugu. Con này rất là đẹp. Con dao này sử dụng thép VG2 anh em nhé. Thép VG2 vân búa thủ công 3 lớp. Kanetsugu.
Đó, lõi thép VG2, chuôi dao thì bằng gỗ cây gụ này, bát giác này. Đó, chuôi dao bát giác gỗ cây gụ, vòng đai khâu dao thì là bằng gỗ ép anh em nhé. Cái vân búa của cái dòng của cái con dao Kanetsugu này tuyệt vời. Chiều dài lưỡi dao là 200 mm nhé. Chiều dài lưỡi dao là 20. Đó, 20 cm. Độ dày lưỡi dao cũng tầm 2 mm. Đó. Rất là bén. Rất là đẹp. Tiếp theo là một con dao của thương hiệu Sakai Takayuki. Con này mình đang bán với giá là 3.560.000. Con trước mình bảo mình bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Con trước mình đang bán với giá là 3.370.000 anh em nhé. 3.370.000. Con dao Sakai Takayuki này mình đang bán với giá là 3.560.000. Đó. Rất là đẹp, 33 lớp thép. 33 lớp thép Damascus vân búa thủ công. Tất cả những cái dòng dao mà anh em mua của mình này, em có thể yên tâm rằng là mình lúc nào mình cũng tra dầu và bảo quản dao rất là cẩn thận, nên là anh em có thể yên tâm về chất lượng nhé. Mình cũng kèm bảo hành một đổi một nữa, nên là anh em không phải lo lắng gì hết khi mua dao của mình. Đó, có lỗi thì mình sẽ đổi cho anh em ngay. Thép VG10 anh em nhé, chiều dài lưỡi dao là 180, vân búa thủ công Damascus thép VG10. Khâu dao bằng khâu dao thì cũng là thép không gỉ này. Đó, full tang, chuôi dao cũng cây cụ. Đó. Một con dao khác cũng của thương hiệu Sakai Takayuki. Con này mình đang bán với giá là 3.160.000, 3.160.000. Con này nhìn rất là đẹp đúng không? Con này là một con dao Gyuto có chiều dài lưỡi dao là 180, 17 lớp thép Damascus, lõi thép VG10 anh em nhé. Chuôi dao bằng gỗ paka xanh. Đó, full tang. Khâu dao thì cũng bằng thép không gỉ. Đó, chiều dài lưỡi 180. Con này nhìn rất là đẹp. Độ dày lưỡi dao là 2 mm, rất là bén. Đó. Tiếp theo là một con dao khác của thương hiệu Setsuke. Con này mình đang bán với giá là 3.650.000. Con dao này là một con dao mình rất là thích này, rất là đẹp bởi vì nó rất là đẹp. Đó. Con này làm từ thép con này được làm từ thép AUS 10 anh em nhé, rất là bóng, bóng như tráng gương luôn. Kiểu dao Kritsuke. Đó, cái lưỡi cái mũi lưỡi dao nó vát như này thì gọi là kiểu dao Kritsuke. Đó. Con này có chiều dài lưỡi sử dụng là 195 mm anh em nhé, 195 mm. Vân búa thủ công 3 lớp thép AUS 10. Độ cứng thì khoảng tầm 58 đến 59 HRC. Cái độ cứng của con dao này nó hơi kém so với độ cứng của những cái loại thép VG10 hoặc là VG1, VG2 hoặc là thép SP2 hoặc là những cái loại thép xanh, thép giấy xanh số 1, số 2 hoặc thép siêu xanh hoặc thép bạc. Đó, nhưng mà nó lại có một cái độ chống rỉ rất là tốt. Các bạn có biết là cái dòng dao Global rất là nổi tiếng không? Nó sử dụng thép Chromova 18 và cái độ cứng HRC cũng tương tự như con này. Con này có độ cứng HRC khoảng tầm 58 đến 59 thì con dao của Global là 58. Đó, độ hoàn thiện rất là đẹp, chuôi dao gỗ paka xanh full tang. Rất là bóng, rất là đẹp. Cũng rất là bén. Mình bán giá là 3.650.000, mình có hai con như vậy anh em nhé. Đó, đây mình còn một con nữa. Con dao này mình bán rất là chạy nên là mình nhập số lượng nó hơn những con dao khác một chút. Tiếp theo là một con dao khác của thương hiệu Setsuke. Con này mình đang bán với giá là 4.165.000 anh em nhé. 4.165.000. Con dao này cũng rất là đặc biệt này. Con dao này rất là đặc biệt. Lý do mình nói con dao này rất là đặc biệt bởi vì là cái kiểu dao Setsuke nó đã đặc biệt rồi này. Cái lõi thép của con dao này là lõi thép xanh số 2 anh em nhé. Lõi thép xanh số 2 có độ cứng từ 61 đến 62 HRC, rất là cứng. Đó, 3 lớp thủ công này, cũng có vân búa này. Đó, rất là đẹp. Đó, con dao này nó đắt hơn con dao mình vừa giới thiệu bởi vì chất thép anh em nhé. Chất thép xanh số 2 thì là cao cấp hơn là thép AUS 10. Chuôi dao cũng là thép không gỉ full tang, gỗ paka xanh. Đó, 4.165.000. Tuyệt vời, con dao này mình rất là thích. Tiếp theo cũng một con dao khác của thương hiệu Setsuke. Con này mình đang bán với giá là 2.659.000. Thương hiệu Setsuke. Con này là một con Gyuto có chiều dài là 180 nhé. Thép VG10, 17 lớp Damascus, vân búa thủ công. Chuôi dao bằng gỗ cây gụ. Đó. Khâu dao thì là cũng bằng thép không gỉ này. Đó. 17 lớp thép, lõi thép VG10.
Em có thể so sánh con dao này với con dao Sakai Takeyuki mà mình có, nó cũng tương tự nhau đúng không? Nhưng mà giá thành nó của nó lại tốt hơn. Đó là bởi vì là cái thương hiệu Sasuke là một cái thương hiệu mà họ không trực tiếp có lò rèn hoặc là sản xuất dao, mà họ làm việc với những cái thợ rèn ở trên khắp Nhật Bản để tạo ra những con dao tốt nhất với giá thành phải chăng, dễ tiếp cận với người dùng. Đó. Còn Sakai Takeyuki là một cái hãng rất là nổi tiếng với hơn 800 năm lịch sử rèn dao rồi, chính vì thế nên là những cái con dao của Sakai Takeyuki chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, đúng không? Chất lượng được đảm bảo. Không phải vì thế mà chất lượng của những con dao Sasuke không được đảm bảo nhé anh em nhé. Độ hoàn thiện rất là tuyệt vời, không khác gì con dao Sakai Takeyuki luôn. Đó, giá thành lại tốt hơn. Tiếp theo là một con dao khác. Con dao này thì không hẳn là Gyuto, con này là nó thuộc dòng dao lọc gân anh em nhé. Dao lọc gân và lọc xương chuyên dụng, con này mình đang bán với giá là 3.090.000. Đó. Nhìn rất là đẹp. Con dao này là một con dao sử dụng thép VG10 này, đúng thép VG10, vân búa thủ công này. Chiều dài lưỡi dao là 210 anh em nhé. Chuyên lọc gân cắt lát. Đó, chuôi dao thì là bằng nhựa mica đen kháng khuẩn này. Cái khâu dao này cũng là bằng thép không gỉ, nó còn có thêm một cái vòng đai màu đỏ này trông rất là đẹp này. Đó. 3.090.000. Rất là bén. Thêm một con dao nữa của thương hiệu Sasuke, mình có rất nhiều dao của thương hiệu Sasuke nên là các bạn là có thể thấy rằng là từ nãy đến giờ mình chỉ giới thiệu dao của thương hiệu Sasuke. Con này là một con dao Gyuto có chiều dài là 210mm anh em nhé. Con này có một cái điểm đặc biệt, đó là thép siêu xanh. Chính vì thế nên giá bán của nó cũng hơi cao hơn một chút, 4.164.000. Dao này sử dụng thép siêu xanh, 3 lớp lõi thép siêu xanh, vân búa thủ công thương hiệu Sasuke. Độ dày của lưỡi dao thì là khoảng 2mm nhé. Chính vì thế là nó đem lại cái cảm giác cắt thái rất là ngọt. Và thép siêu xanh thì các bạn biết là độ cứng 62-63HRC là một loại thép tuyệt vời, một trong những loại thép tốt nhất để làm dao. Chuôi dao thì bằng gỗ hạt dẻ anh em nhé. Chuôi dao tròn, gỗ hạt dẻ, rất là bén. Mình có thể cắt thử con này cho các bạn xem. Em nhìn nhé, anh em có thể nhìn thấy rằng là cái lưỡi dao nó bén đến mức độ nào chưa? Đó, rất là bén. Tiếp theo là một con dao khác của thương hiệu Sasuke. Con này là mình đang bán với giá là 2.720.000 anh em nhé. Con này là mình săn sale được nên là giá tương đối tốt. Con này là bằng thép bạc số 3 nhé. Tuyệt vời luôn, thực sự là con dao này rất là bén. Mình cảm giác con dao này rất là bén, mỏng và rất là bén. Đó, làm từ thép bạc số 3 anh em có thể thấy rằng là đây thép bạc số 3 này. Đó. Đó, tất cả những dòng dao thép bạc, thép xanh thì mình đều đã tra dầu lưỡi dao, bảo quản rất là cẩn thận nên là anh em mua dao của mình không phải lo nghĩ gì nhá. Chuôi dao thì là bằng gỗ này, gỗ này là gỗ Paka này, full tang. Nhưng mà nó lại không có khâu dao bằng thép không gỉ nhá. Con này rất là bén, con này một con dao mình rất là thích, mình cắt thử cho anh em nghe cái sự bén của nó. Em có thể nghe thấy không? Con này là một trong những con dao bén nhất mà mình có trong bộ sưu tập dao lần này. Đó. $2.720.000, rất là phải chăng, giá thành rất là phải chăng. Tiếp theo là một con dao khác của thương hiệu Sasuke nhé. Con này mình đang bán với giá là 2.875.000. Con dao này có phong cách truyền thống của Nhật Bản này, đó, một con dao Santoku. Con này là thép xanh số 2 anh em nhé. Con này là loại thép xanh số 2. Đó, chuôi dao thì bằng gỗ hạt dẻ, khâu dao này bằng nhựa này. Nhìn trông rất là chắc chắn. Đó. Cái phong cách dao truyền thống Nhật Bản này nó rèn cái lưỡi dao mà từ cái khâu dao đến trên cái lưỡi dao nó mỏng dần, nó đem lại cái độ bén và cái sự cắt thái rất là tuyệt vời. Mình cắt thử cái này cho các bạn xem. Bởi vì là con dao này cũng là một con dao rất là bén. Đó, anh em nhìn thấy rất là bén. Tiếp theo là một con dao con dao khác của thương hiệu Sasuke. Con này là một con Gyuto có chiều dài lưỡi là 210mm. Đó, con này mình đang bán với giá là 2.875.000. 2.875.000.
Con dao này cũng là thép, lõi thép là VG10, 17 lớp thép Damascus, phân bố thủ công em nhé. Cũng giống như những con dao khác mình giới thiệu, giống như con dao 180 mình giới thiệu. Thì vấn đề là nó khác chiều dài nhau thôi. Đó. Cầm rất là đầm tay, chiều dài lưỡi là 210. Đó, chuôi dao cũng cái gụ full tang. À, đây là một con dao cũng giống con dao vừa nãy mình giới thiệu, thì thôi mình không giới thiệu lại con này nữa. Con này là có chiều dài lưỡi là 180. Tiếp theo khác là một con dao cũng của thương hiệu Sasuke. Con này là con dao khá là đặc biệt này, mình đang bán với giá là 3.600.000. Đó, con này là một con Santoku có chiều dài lưỡi là 165mm anh em nhé, 165mm, sử dụng thép lõi thép VG10 và 8 lớp thép Damascus trắng gương nhé. Nhìn con dao nó rất là bóng. Đó. Độ mỏng, độ hoàn thiện lưỡi dao quá là tuyệt vời. Khâu dao thì cũng là thép không gỉ, là chui dao là gỗ Pakka này. Đó, chui dao là gỗ Pakka. Cầm khá là đầm tay. Đó, con này mình đang bán ra 3.600.000. Tiếp theo thì mình có một số con dao của dòng dao Kai Seki Maguroku. Đó, mấy dòng dao này thì nó cũng giá thành rất là phải chăng. Ba con dao này mình bán với giá là 720.000 đồng một con thôi. 720.000 con này, một con Yuto chiều dài lưỡi 180, thép Molybdenum Vanadium, chui dao gỗ Pakka này, cũng vân búa này. Đó. Con tiếp theo là một con dao Shosho của dòng Shosho, con này mình cũng bán với giá là 720.000. Cán dao kim loại này, chiều dài lưỡi dao 165, thép cũng là Molybdenum Vanadium. Tiếp theo là một con khác của cũng của dòng Seki Maguroku Aofuji, cán dao gỗ Pakka, chiều dài lưỡi dao 180. Đó, khâu dao thì cũng là thép không gỉ. Đó, anh em muốn mua dao thì xin liên hệ với mình qua số điện thoại 0974766655, hoặc là anh em xem video thì có thể kiểm tra phần comment, mình sẽ để thông tin liên lạc phần comment. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video. Sắp tới đây thì mình sẽ lên một cái video về dòng dao Global, mình có nhập 15 con dao Global. Đó, giá thành rất là phải chăng, mình sẽ quay video và giới thiệu với anh em sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.